chào các bạn, tôi là Phạm Văn Binh, tôi đang công tác tại Trung tâm Kinh doanh Hà Nội 4 của Eptel. Thì thời điểm đấy tôi phải mượn xe của con gái của cô chủ nhà hàng tháng, thì tôi lai chị đi. Sau đó buổi chiều tối thì tôi lại phải căn giờ để về đón chị. Với tôi cái sự vất vả nó thôi thúc tôi làm việc. Hàng ngày anh khoảng trung bình là 7 giờ đến 7 rưỡi. Nói chung là khá muộn, có hôm 9 giờ, 10 giờ. Công việc ở ngoài đối với chị cũng không phải là nhàn. Xong về nhà lại con cái nữa, chồng lại đi làm về muộn. Cho nên nhiều khi chị cũng thấy mệt mỏi. Khi có mặt ở nhà thì anh cũng chu đáo. Tôi tên là Nguyễn Thu Hương, thư ký tòa soạn của báo VN Express. Thời khắc khó khăn nhất mà tôi từng phải đối diện, tôi nghĩ đó là lúc chuẩn bị báo cáo chiến lược với lãnh đạo tòa soạn. Không biết là ngày mai cuộc đời nở hoa hay là cuộc sống bế tắc. Thực ra thì không cần phải vào top 100 ý, thì tôi cũng đã cảm thấy áp lực lắm rồi. Cái áp lực nó hiển hiện rõ nhất mỗi khi mình làm cái việc gì đó, mình đã hoàn thành một việc gì đó, thì ngay sau đấy cái mặt bằng phải thành công nó lại cao lên một chút. Nguyễn Thị Thu Hương là một thư ký tòa soạn của VN Express. Chị Hương đã có vai trò lãnh đạo rất là quan trọng cho cái lĩnh vực thời sự của VN Express. Thời khắc khó khăn nhất là giai đoạn xử lý tốc độ chậm của phần mềm SAP View Anh, cũng như là xây dựng cái hệ thống bán hàng mới dưới shop. Cũng may là tôi có đồng nghiệp và các sếp ủng hộ, cùng hỗ trợ để giải quyết. We also are very happy to accepting FPT University student every year. They are very nice students, and we'd like to deepen our relationship forever. Thì chị cũng làm nhiều dự án rồi. Chị thấy khó khăn nhất là cái dự án BNL. Dự án BNL là liên quan tới cái luật lao động và luật phép của Mỹ. Cái mà mọi người sợ nhất có nghĩa là sợ mình làm ra một cái sản phẩm mà người ta dùng là rồi người lao động người ta đi kiện lại chính phủ, thì cái đấy cũng là sợ. Nhưng mà đọc hiểu rồi thì đúng là không có khó. Mọi người hay chọc đùa này kia là thánh như. Tôi tên là Nguyễn Văn Thắng. Hiện tại tôi đang làm ở công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại FPT. Khó khăn nhất tôi gặp phải đó là khi tôi được lãnh đạo giao cho việc hợp nhất 3 kho hàng của FTG thành một kho chung tại khu vực sân vận động Mỹ Đình. Không thể tả được, bởi vì FPT đó là cái nơi đầu tiên tôi làm việc và tôi đã gắn bó với FPT hơn 10 năm và rất may mắn là được trải qua rất nhiều vị trí và được rất nhiều trải nghiệm. Mình tên là Lương Thị Vàng tại FIS, mình là quản trị dự án. Vừa rồi thì mình cũng mới triển khai xong cái dự án của DIV. Khi mà chị nhận dự án thì cũng không lường hết được những cái khó khăn, nhưng lúc đấy cũng nói với chồng rằng là em thì nhận một cái dự án rất là lớn, từ trước đến giờ chưa làm một cái dự án lớn nào như vậy, thế thì là rất là khó khăn về mặt thời gian, cho nên là mọi thứ là nhiều hết không cho anh làm. Ai làm ở trong công ty thì đều thấy rằng là Hòa rất ít khi về nhà trước 10 giờ tối, mặc dù là cũng có chồng có hai con nhỏ. Thì cái việc đó thì Hòa cũng đã thu xếp rất là tốt, và mặt khác thì gia đình tôi nghĩ là có cái sự ủng hộ rất lớn đến Hòa để Hòa có thể yên tâm công tác. Nhiều khi 10 giờ, 11 giờ tôi đêm
xuống vẫn thấy con vừa ăn vừa làm việc như thế này, vừa làm nghĩ cũng thương. Cho nên là thôi mọi việc thì ông bà ở nhà cứ lắng phải lo cho còn có thời gian làm việc. Mẹ ơi, mẹ cố gắng về sớm một tí để mẹ con mình cùng nấu cơm với nhau như hôm qua.